Ăn cái món này mát đấy. Quay này cả up lên YouTube. Sau người mới quay chứ. Anh 26 triệu 200. Mày bao nhiêu đặt trăm ạ? 2 triệu 200. Bởi vì mình mua là mình mua dùng chứ không phải là mua gì. Mua mình dùng. Đó, anh về ra đấy rồi, nó hơi tốn tiền hơn một xíu rồi. Nhưng mà nó như đi lại bình thường rồi. Anh xanh.